Chiều nay, Trung tâm Khuyến nông thành phố Vĩnh Long tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ, thực hiện tại 13 hộ nông dân tương ứng 13 mô hình ở các phường Tân Hải, Tân Hội và phường 9 thành phố Vĩnh Long. Mô hình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, trong đó nhà nước hỗ trợ 50% chi phí hạt giống, 50% vật tư thiết yếu, hỗ trợ 100% chi phí tập quấn hướng dẫn nông dân dùng dự án áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thực hiện các mô hình. Còn lại 50% do nông dân đối ứng theo đánh giá, các hộ nông dân đã bám sát quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn, đặc biệt là sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Nông dân tích cực chăm sóc nên hạn chế được dịch bệnh phát sinh. Các giống rau cải đạt tỷ lệ nảy mầm trên 90%, cây rau sinh trưởng và phát triển tốt. Về hiệu quả kinh tế, ước đạt lợi nhuận trên 9,7 triệu đồng trên một điểm 1.000 m2 trong một đợt gieo trồng.